I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the... Bây giờ là 9 giờ, 9 giờ sáng. Mình chuẩn bị đi qua chợ Eden chơi. Bạn thấy cái cảnh sáng sớm, lá cây nó đổi màu, nhìn thấy đẹp không? Đây, lá màu hồng, nó lá màu vàng. Hơi bị đuối à. Cho cả nhà xem mẫu tóc có gì mình cắt nhộm xong làm cho mình hồi tối nè. Qua gì bà làm cho ba mẹ con mình với chị hai với mẹ của mình. Cả nhà thấy cảnh đẹp không? Quá đẹp luôn. Zoom gần lại cái cây màu vàng mình đã cho cả nhà xem. Thể dục nè.
sống ảo ba cháy luôn nha cả nhà, ra đứng chụp hình còn gì bằng nữa. Quá đẹp. Đây có một anh chàng dẫn chó đi ị đó cả nhà, sáng mình dẫn chó kìa. Ở bên Mỹ là chó là dạng thú cưng đó cả nhà. Sưng bên mình vậy đó ha, giống như bông mai vậy ha. Nè, mình vàng vàng có hút cho mình hút gì. Nhìn này nó chơi như con kêu ai. Dưới nó không có làm mấy cái thằng cắt. Cái đầu bên kia nó mang qua cái gì ha. Đó là năm nào cũng vậy rồi, mình làm xong rồi còn cái con nhỏ tàu kế bên nó làm kiếm nó đâu có làm. Trời ơi, bà già nó chín mấy tuổi, bà ra bà làm là cho con nhỏ nó bố bốn mấy tuổi không làm. Chết bộ. Mướn được không thì mướn, chạy chứ. Tại bên Cali, xăng đến 6 đồng mấy luôn mà, vô đời gì nói. Giảm giá 7 ngàn này, cho người mua 7 ngàn. 7 ngàn đó là cái tiền bonus của những người, thì mình lúc mà mình khai thuế, nó mới trừ ra. Còn bây giờ xe nó giờ đó, giờ nó xuống, còn hồi trước cái chiếc tụi nó mua 85 ngàn một chiếc, còn bây giờ xuống còn có 5 mấy 60 ngàn đó. Trời ơi, xe nó mắc lắm, nhưng mà nó cái bảng cái monitor này nè, chỗ nào nó chặt bên tiền trên biển á, nó biết hết, mà chỗ nào trống cái chỗ nào trống còn nó xong rồi vô chặt khoảng chừng 20 phút là đầy bình chạy nữa, mà từ đây á thì xuống dưới sau con na đó chặt thêm một lần nữa được. Chạy đến 300 năm mấy, mấy chục mấy luôn mà. Lần nó thì 10 đồng, mấy đồng thôi. Thôi quá ghẻ, sao? Đi sáng nhiều. Nghe tham thích chơi, nghe từ Nam vô Cali, bỏ hết chân về chân rồi. Cali bây giờ hả, nó chạy hả? Cũng như là 40-50% là xe điện không? Thấy gì đâu mà không thấy thích gì chứ, có phụ xe gì đâu mà thấy không. Tại vì mình xài chưa bàn ra, nó mà không thích cái nào cứ nó cứ bàn ra còn mình. Bởi vì Dượng mua xe mấy lần, Dượng đi mình Dượng đem về xong rồi nó không nói gì nó nói. Chứ còn nói nó cứ bàn ra không à. Ủa cái chiếc này là Dượng tự mua đó hả? Tự mua xong rồi hỏi Dượng muốn, nó cũng muốn đứng tên chung không, xuống ký tên thôi. Còn không muốn ghi tên cũng được. Rủ Dượng chuyện đứng chung mà Dượng rủ Dượng chuyện có chuyện gì thì nó lấy. Còn nó không có đứng tên chung nó thì nó ra giấy tờ rồi vợ chồng chứ ra còn giấy tờ có năm trời mới lấy được. Còn nó gì nó không thích cái nào nó bàn ra. Người ta hỏi ý kiến mình là người ta tôn trọng, đâu có hỏi ý kiến mình là thôi được. Xe đó lấy ra thì ghê gì thôi.
Tài xế chạy ẩu ghê vậy ta. Cái chiếc này đó mua nhiêu vậy? Thì bây giờ hay làm liền thì xe kia ham quá hay mắc, từ từ thì xe kia nó rẻ hơn phải không? Xe này muốn bán trước có giá hơn, hai cái nó ngược rồi. Trước sau cũng mua, nó thích thích cởi. Xe nó chạy đời nào nhưng rớt rớt đến là chỉ có nước là đi thay nhớt. Xe đó thay nhớt bước cái 3.000 bạch đó. Ba cái xe đứt này nó sửa mất tiền dữ lắm. Chạy xe nó còn chạy xe bốn tay nữa. Còn chạy xe năm hai năm nữa mua cho nó chạy xe khác. Xe đó chạy nó còn ngon. Làm một tiền nó cũng lộp, lộp miền ăn nó không còn chưa đủ, xài nó không chưa đủ. Và cái dự dụng học của nó phải đẹp là làm gì? Nói gì cái lúc nào nó một bữa sửa xe gần 1.000 đồng cổ về xin tiền sửa thôi, phải không? Chứ có nó chết.